Hello, hello các bạn. Ngày hôm nay là ngày 2 tây tháng 2 năm 2021 và bây giờ là thứ ba. Lúc mà thường làm video này là tối thứ ba tại Hoa Kỳ bây giờ là khoảng 7 giờ tối. Thì nhiều bạn hỏi Thuận là tại sao mà cái ngày mà thường nói trong video với lại cái ngày mà khi các bạn xem video đó khi mà mới vừa đăng thì lại khác nhau. Tại vì nhiều bạn có đã biết là thường sống ở Hoa Kỳ, sống ở Cali cho nên thời gian bây giờ của là tối ngày thứ ba khoảng chừng là 7 giờ tối thì bây giờ những bạn nào mà ở Việt Nam đó đã là 9 giờ sáng ngày thứ tư ngày 3 tây tháng 2 thì chúng ta nhìn vào thị trường ngày hôm nay đi hôm nay cũng có rất nhiều những thông tin các bạn thấy là có rất nhiều những thông tin mà sẽ cố gắng chia sẻ với các bạn trong cái video này thì chúng ta thấy được là giá của Tmium bây giờ đã tới mức nào tới cái mức là 1.528 rồi mà cái tay giá tới đồng hồ các bạn thấy được là giá Tmium đã lên tới 1550 có thể là nhiều bạn nói là Termium vẫn chưa qua khỏi cái đỉnh cao của những sàn trước đây. Nhưng mà đối với Thuận cái mức 1550 mươi Thuận đã công nhận đây là cái mức cao. Và Termium đang ở cái đỉnh cao. Và các bạn thấy là cái thời điểm này đã cao hơn là đầu năm 2018 rồi đối với Thuận. Nhất là chúng ta nói tới sàn Coinbase là sàn Coinbase. Khi mà chúng ta nói cái đỉnh cao đó là chỉ là 1 mươi mà thôi. Bây giờ Termium đã qua khỏi cái đỉnh đó là hơn 100 đô rồi. Và chúng ta thấy là Termium bây giờ vẫn đang xoay quanh. Cái mức cao coi như sau khi mà đạt cái đỉnh này đó các bạn thấy được là năm mươi thì đã không có một sự điều chỉnh mạnh. Thì các bạn thấy là TBM vẫn tiếp tục so với cái mức này. Và đương nhiên các bạn cũng đã biết là bản thân thuần thì tin tưởng là TBM nếu như mà tiếp tục giữ vững được cái xu hướng tăng này thì chúng ta sẽ thấy là TBM sẽ có một sự đột phá về mặt giá cả cũng như là khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin lúc mà Bitcoin rời khỏi cái mức là 20.000 đô. Đây là cái tình hình liên quan tới Ethereum. Chúng ta sẽ nói thêm về một số những thông tin liên quan tới Ethereum một lát nữa nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của Bitcoin đi. Thì ngày hôm nay Bitcoin cũng có một cái sự tăng trưởng. Các bạn thấy là Bitcoin bây giờ đã trở về cái mức là 36.000 đô. Trong khi mà chúng ta thấy là trong thời gian qua Bitcoin vẫn xoay qua mức là 33.000 đô Bây giờ Bitcoin đã từ từ đi ngược trở lên ở mức là 36.000 đô Bây giờ là 36.035 Và chúng ta nhìn chung về trên crypto đi Đây là trang web coin 360 Thì trên coin 360 các bạn thấy được là phần lớn là một màu xanh Giống như là một biển xanh gì đó Ngoại trừ có một số những đồng mà có dấu hiệu đi xuống Như các bạn thấy được là những đồng màu đỏ Và chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin chi tiết ngày hôm nay thì chúng ta refresh cái trang CoinGecko này lại thì chúng ta nhìn vào CoinGecko thì các bạn thấy được là Bitcoin ngày hôm nay đã tăng 7,4% trong vòng 7 ngày qua đã tăng 10% Ethereum tăng 11,3% trong vòng 7 ngày qua đã tăng 12,5% Tether ổn định chúng ta sẽ không nói tới XRP thì các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng có cái sự tăng trưởng đã trở về mức là 39 cent và tăng tổng cộng là 4,2% các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì XRP đã tăng 45,4%, Polkadot tăng 6,6%, Cardano tăng 8,1%, trong vòng 7 ngày qua đã tăng 24,5%, Litecoin tăng 12,5%, trong vòng 7 ngày qua đã tăng 11,6%, Chainlink tăng 3,8%, trong vòng 7 ngày qua thì cũng tăng mức tương tự, chỉ 4% mà thôi. Bitcoin Cash tăng 5,4%, trong vòng 7 ngày qua thì chỉ tăng có 2,1% mà thôi. Stellar Lumen thì tăng 6,4% trong vòng 7 ngày qua tăng 30,4% Binance Coin 1,6% và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 23,6% và đặc biệt các bạn thấy được là Uniswap đã trở về cái mức là 19 đô sau khi mà đạt được cái mức là hơn 20 đô cách tên khoảng như một ngày thì giá đã đi cho xuống khoảng chừng là 18 đô bây giờ đi trở về mức là 19 đô vẫn đang ở cái mức là cao nhất mọi thời đại và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 38% mặc dù là trong vòng 24 giờ qua không có sự tăng trưởng nhiều thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là những đồng altcoin lớn có sự tăng trưởng mà những đồng altcoin nhỏ hơn cái phần trăm tăng trưởng lại còn mạnh hơn nữa các bạn thấy được là phantom đứng hàng thứ 90 hôm nay đã tăng 41,5% trong vòng 7 ngày qua đã tăng 92,8% UMA các bạn thấy được là đứng hạng thứ 55 mà các bạn thấy là trong vòng 24 giờ qua đã tăng cái mức là 36,2% trong vòng 7 ngày qua đã tăng 43,7% Terra Terra đã tăng 20,9% trong vòng một ngày qua, 7 ngày qua đã tăng 80,5%. Sia đã tăng 19,8% trong vòng 24 giờ qua và trong vòng 7 ngày qua đã tăng 99%. Và Quant trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua đã tăng 15,9% và 7 ngày qua đã tăng 77,9%. Thì tại sao chúng ta nên nhìn vào những cái con số tăng trưởng này? Tại vì các bạn còn nhớ là thường đã chia sẻ trước đây là khi mà chúng ta thấy Ethereum phá đỉnh cũ đó, khi mà Ethereum bắt đầu là đi mạnh lên đó chính là cái sự bắt đầu thực sự của một mùa all -Coin, tại vì thông vấn tin tưởng Ethereum sẽ là cái đồng mà dẫn đầu cái mùa all coin của đợt này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mọi người quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và mỗi một số video đó thường đều có một cái playlist riêng nhưng mà nào mà muốn xem liên tục những cái video trong cái số đó thì, thì bấm vào playlist như các bạn thấy được là chúng ta có playlist của video 936, 935, 934 vân vân Mỗi một số đều có một cái playlist riêng Cho nên các bạn muốn xem liên tục thì bấm vào playlist sẽ tìm thấy cái thông tin này Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi Thuần Capital trên mạng xã hội đó Các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin Như là Telegram Channel, Facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao dịch nào các bạn hãy tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng Capital. trong đó chúng ta có những ưu đãi như là các bạn nhận được bonus hay là các bạn sẽ được giảm phí giao dịch và đăng ký và group nhận hỗ trợ khi các bạn sử dụng những dịch vụ này trong đó chúng ta có sàn SnapX, sàn MT, sàn Binance, sàn Bybit, Coinbase và ứng dụng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể là gửi đồng crypto để mà nhận lãi và crypto hoàn ứng dụng mà chúng ta thường hay sử dụng để mà xem tình hình on chain của thị trường như thế nào. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết thì chỉ cần bấm vào cái link bên dưới. Các bạn thấy được là trong cái thời gian qua mấy tháng qua thì cũng có một vài tuần các bạn thấy được là những cái altcoin tăng trưởng mạnh nhưng mà các bạn thấy là cái sự tăng trưởng đó là không phải điều đặn có nghĩa là các bạn thấy là hôm nay thì altcoin này pump, ngày mai thì altcoin khác pump nhưng mà cái altcoin mà pump từ nhiều rồi thì đã không âm hâm trong tuần này. Nhưng mà các bạn thấy là khi mà chúng ta thực sự là bước vào một cái mùa altcoin đó thì ngày nào các bạn thức gì cũng sẽ thấy được là hàng loạt, hàng loạt những cái altcoin tăng trưởng ngày đêm qua ngày nọ. Đó mới là thực sự là một mùa altcoin mạnh và thường chúng ta sẽ thấy nhiều đợt như vậy. Giống như là chúng ta thấy được là nếu như bitcoin cứ đi từ từ như vậy thì sẽ rất tốt cho altcoin. Mặc dù ngoại trừ là bitcoin đột nhiên có sự đột phá về mặt giá cả thì đương nhiên lúc đó các bạn sẽ thấy được là bốn hóa sẽ đẩy trường ngược về Bitcoin Nhưng mà khi Bitcoin có một cái sự cân bằng lại Bắt đầu đi trong thời điểm tích lũy Thì lúc đó altcoin lại sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh Đây là cái vấn đề giữa altcoin và Bitcoin chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần Nhưng mà trong thời điểm bây giờ Miễn là Bitcoin đi từ 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 như vậy thì sẽ rất tốt cho altcoin Và các bạn thấy là trong vòng mấy ngày qua Altcoin thực sự là có nhiều cái sự tiến triển tốt về mặt giá cả Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái thông tin mà thường cảm thấy là quan trọng ngày hôm nay Thuận muốn chia sẻ với các bạn Thì một trong những điều mà có rất nhiều bạn vẫn comment ở dưới những cái video hỏi Thuận là Thuận nghĩ như thế nào Về cái được tăng trưởng này, Thuận nghĩ là Bitcoin sẽ lên đến mức nào Thuận nghĩ là Ethereum sẽ lên đến mức nào Thì Thuận đã làm một cái video chia sẻ về cảm nghĩ của mình Các bạn nhìn vào cái video mà Thuận đã đăng cách đây không có lâu Các bạn thấy được là cái video đó chính là cái video 920 Và cái phần các bạn cần nên xem đó chính là phần 3 Video 920 phần 3 thường đã chia sẻ là tại sao mà trong đợt tăng trưởng này Bitcoin có thể thấy được con số là 123.000 và Ethereum sẽ thấy được con số là 8.000 đô. Thực ra mà nói đó có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn một đát nữa nhưng mà chúng ta sẽ nói tới một đát nữa. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái tài liệu à, liên quan đến là trong thời gian gần đây các bạn thấy được là không chỉ riêng là chúng ta thấy là hàng ngày mỗi một ngày hầu như là mỗi ngày mỗi tuần đều có những người nổi tiếng nói là yêu thích thị trường crypto này cái mình thấy là gần đây nhất là đương nhiên là Elon Musk nghĩ là Bitcoin là một điều rất là tốt Và gần đây hơn nữa là chúng ta thấy là có một người à, rất nổi tiếng mà giờ bạn biết đó chính là Ray Dalio Thì Ray Dalio đã chia sẻ một cái bài viết để mà đứng chính lại cam nghĩ của Ray Dalio về Bitcoin Và trong bài viết đó các bạn thấy được là Toby là Ray Dalio chưa có nói là yêu thích Bitcoin Chưa có nói là sẽ đầu tư vào Bitcoin nhưng mà cũng ít ra thấy được là cái suy nghĩ về Bitcoin của Ray Dalio đã thay đổi rất nhiều Tại vì Ray Dalio là một cái hedge fund manager rất nổi tiếng công ty Bridgewater associate mà nhiều bạn biết Và Ray Dalio đã nói là Bitcoin đối với lại Ray Dalio thì có thể là một loại vàng điện tử Có hai cái điều mà khiến cho Ray Dalio lo ngại bây giờ Thứ nhất là liên quan tới pháp lý và thứ nhì đó chính là liên quan tới là Bitcoin Không có lịch sử lâu đời như là chúng ta nói tới thị trường vàng Đây là cái sự suy nghĩ của Ray Dalio nhưng mà ít ra mỗi ngày mỗi tuần các bạn đều thấy là có nhiều nhà đầu tư lớn trong Thị trường tài chính truyền thống Từ từ đi vào trên crypto này Và không chỉ riêng là những nhà đầu tư nổi tiếng Mà các bạn thấy được là bây giờ Ngay cả những cái người mà chúng ta ít nghe nói tới Những cái người mà trước đây nổi tiếng Như là các bạn thấy là Jim Simmons à, Cũng nói là đang thu mua Bitcoin, Ethereum Và một số những cái altcoin khác Và ngay cả các bạn thấy được là một trong những người Mà nếu như mà các bạn ở tuổi thuận Thì cũng đã biết là một những rapper hồi xưa rất nổi tiếng Hồi xưa thôi chứ bây giờ không còn nổi tiếng nữa Đó chính là Charu Thì Charu ở trên đài cbc cũng đã nói là cái sự kiện giữa những người đầu tư thông thường chiến đấu với là những người trên phố war đó là một trong những sự kiện sẽ dẫn đến nhiều người biết tới bitcoin hơn bitcoin sẽ là một trong những cái công cụ tài chính mà được lợi nhuận trong cái cuộc chiến này và các bạn thấy được đây nói lên những điều gì đây nói lên được là chúng ta thấy cái sự quan tâm đến bitcoin bây giờ đang lan tỏa rất là mạnh chúng ta đã thực sự là đi vào cái thời kỳ tăng trưởng thực sự rồi bây giờ thì nghĩ là không có ai mà phú nhận chúng ta không phải trong một mùa tăng trưởng nhất là các bạn thấy được là bitcoin phá đỉnh cũ bây giờ cái mức là cao hơn cái đỉnh cũ gần như là gấp đôi và ethereum thì các bạn thấy là bây giờ đã phá đỉnh cũ rồi thì bây giờ chúng ta thực sự đã nằm trong một mùa tăng trưởng rồi thì các bạn thấy được là không chỉ riêng là những nhà đầu tư nổi tiếng mà các bạn thấy được bây giờ đã có nhiều dẫn chứng là những nhà đầu tư thông thường đã vào thị trường này và chúng ta thường thì nhìn vào những cái tài liệu google trend nghĩa là bao nhiêu người đi tìm kiếm từ Bitcoin ở trên Google thì các bạn thấy được là sự hứng thú không giống như năm 2017 vẫn còn thấp hơn nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào những cái yếu tố khác như là thường thường hay chia sẻ những cái thông tin như là chúng ta nhìn vào crypto coin thì có bao nhiêu có bao nhiêu người ở trên crypto coin đang giao dịch Bitcoin thì các bạn thấy được là cái số địa chỉ ví đang tăng là rất là nhiều có nghĩa là càng ngày là càng có nhiều nhà đầu tư riêng lẻ xuất hiện cho những sàn giao dịch và nhất là chúng ta thấy là Bitcoin đó không có tiếp tục mất đi trên sàn nữa mà sau đó các bạn thấy là cái số limit trên sàn đã không tiếp tục mất đi mà đi hàng ngang có nghĩa là chúng ta thấy sự xuất hiện của những nhà đầu tư riêng lẻ tại vì khi mà họ mua đó họ sẽ không có rút tiền và ví cá nhân của mình mà họ sẽ giữ trên sàn cho nên cái số lượng Bitcoin bị mất đi đó không có nhiều như là trước đây đây là những dấu hiệu và thật ra mà nói chúng ta có thêm một số những dấu hiệu khác nữa